Hello, chào mừng các anh chị em đã quay trở lại kênh YouTube của Vuong Nency. Và ngày hôm nay Vương sẽ chia sẻ với anh chị em, và không phải là chia sẻ mà là mình sẽ lên cam thử một cái tút mới trên một con tài khoản mới, xem tài khoản này có đủ trâu có thể kéo được cam cho anh em trong cái thời gian bão này không nhá. Bởi vì mấy hôm trước thì mình nên chủ yếu là trên tài khoản cá nhân thôi. Hôm nay Vương sẽ lên cam trên BM xem là con BM dạng này có khỏe không, có giúp chúng ta tự tin lên cam hay không. Thì hôm nay Vương sẽ lên cam trên một con BM. Thì con BM này là BM tài khoản kinh doanh, là doanh nghiệp kháng đã xác minh doanh nghiệp rồi. Và con này là con BM1. Dạ, con BM350 mới tạo một tài khoản quảng cáo. Tuy nhiên thì trên cái con BM này Vương đã nhét vào đâu đó khoảng độ hơn 100 con tài khoản quảng cáo, dựa trên việc là mình thêm trên dòng 2 ấy. Tức là con này đang ôm khoảng, xem con này ôm bao nhiêu tài khoản nào. Tức là con này đã tạo ra một tài khoản rồi này, đã được xác minh doanh nghiệp rồi này, đã kháng về này, và tiền thân của nó là con BM350 này. Và hiện tại giờ thì nó đang cõng trên người nó là 103 tài khoản quảng cáo. Như vậy là có 102 tài khoản quảng cáo cộng với một tài khoản quảng cáo gốc của nó nữa. Được chưa? Đây, con này là con BM kháng. Thì muốn xem được BM kháng hay không, anh chị em vào vấn đề tài khoản này. Rồi sau đó thì mình kích vào phần đã giải quyết này. Thì anh chị em nhìn này, những con BM nào được kháng về thì nó sẽ nằm ở đây. Thì đây là con BM kháng và dùng để đựng tài khoản 1m1. Thì mỗi một con BM này đựng khoảng độ từ 100 cho đến 102 con tài khoản 1m1 xe dạng dòng 2. Đấy, con này cộng khá là nhiều rồi. Bây giờ lên thử xem rằng là cái loại tài khoản này nó có sống được dai hay không, có khỏe hay không. Đây là con tài khoản mà được tạo ra từ con BM này. Được chưa? Rồi xem thêm thẻ chưa. Đã thêm thẻ rồi. Ok. Thì bây giờ mình sẽ lên cam cho nó thôi. Mình sẽ lên cam này thì cái cam này mình sẽ lên trên page cũ nhé, không phải page mới. Xem là nó có khả năng gánh được cả page cũ hay không. Và con page cũ này thì là con FB6. Tí nữa mình sẽ check lịch sử con này chi tiêu gần đây nhất là nó đã chi tiêu bao nhiêu. Xem con này nó chi tiêu bao nhiêu tiền. Test thử cái tút này xem là khả năng lên cam của nó có tuyệt vời không. Xem tài khoản BM dạng này nó có trâu hay không, đáng để chúng ta dùng nó để chạy quảng cáo hay không. 1, 2. Và hàng này là hàng vi phạm chính sách nha anh em nhé, hàng vi phạm chính sách đấy. Rồi 1 cam, lên thêm 1 cam là 2 cam. Như vậy là chúng ta sẽ chạy 2 cam 6 nhóm. Chưa, 2 cam 6 nhóm. Và vừa rồi đối Vương có lên cam theo cách nhân bản chiến dịch bằng file Excel. Thì nếu anh chị em nào mà muốn biết được cái cách lên cam bằng cách là nhân bản chiến dịch bằng cách là lên cam thông qua file Excel thì anh chị em có thể vào kênh Vuong Nency và tìm đến phần video. Trong phần video này có cái chữ này copy chiến dịch sang nhiều tài khoản quảng cáo khác nhau. Anh chị em vào xem và học theo nhé. Và nếu anh chị em thấy video hay hữu ích thì nhớ để lại một like, một đăng ký kênh và một subscribe để ủng hộ mình nhé. Ok, quay lại hoạt động lên cam này. Đâu rồi? Đây. Thế khi để lên cam, đây là con này. Trước khi lên cam mình phải check xem con này đã có phải là page cũ không và đã chi tiêu bao nhiêu. Port này cũng là port cũ luôn. Không lên port mới đi. Không sợ nó ảnh hưởng đến cái port cũ của cái con nó đang chạy sẵn kia. Nên port này thì hiện tại vẫn đang hoạt động thôi. Nhưng mà mình sẽ lên kèm theo một cái post mới nữa. Post này, post này cũng không phải post mới đâu, đang lâu rồi nhưng mà chưa ép thôi, chưa chạy ép thôi, cũng đã chạy ép rồi đây, nhưng mà không nhiều thôi. Còn nếu mà chưa chạy ép thì nó sẽ cho mình gắn nút ngay, nhưng mà chạy ép rồi nó sẽ không cho mình gắn nút tin nhắn đây này. Rồi, gắn nút tin nhắn thôi. Ok nào, vậy con pet này đã từng chạy bao nhiêu tiền rồi? Đây, FB6 đây. FB6 đây. Đúng không? Đấy, FB6 nhá. Xem chi tiêu là tối đa đây rồi. Trên tài khoản này thì con FB6 đã tiêu 2.500 đô rồi. À, tiêu 2.500 đô rồi đây. Ok, tôi lên cam nhỉ. Xem có sống được hay không. Đoạn này rất là hồi hộp ấy. Thế để lên cam được với cái tút này thì chúng ta khi chúng ta lên cam, chúng ta sẽ tắt toàn bộ quảng cáo đi, tức là bỏ quảng cáo đi, chúng ta chưa đăng mà chúng ta chỉ đăng trước phần chiến dịch và phần nhóm quảng cáo thôi. Còn phần quảng cáo này chúng ta sẽ đăng sau. Được chưa? Thì chúng ta cần hoàn thành từng bước một. Đấy, bước 1 diễn ra khá là nhanh nhỉ. Nào, F5 thử xem mọi thứ có ok không. Đang ok rồi. Đoạn này thì cũng bình thường thôi. Đoạn sau nó mới gọi là cam go. Đoạn này mới cam go này. Mấy cái ông này mới cam go này. Đó. Thì trước khi lên ý, thì mình sẽ tắt quảng cáo đi. Tắt. Đó. Tắt phần quảng cáo này đi trước. Được chưa? Chỉnh lại một chút ngân sách này để hơi cao 95 thôi, 95 95. Để sẵn 255 USD này thì nó sẽ cắn khá là thấp. Bước 1 mình sẽ để là 95 thôi. Thì con B50 thực ra thì con BM350 này ấy, tài khoản đầu ấy, khi chưa tiêu tiền ấy, khi chúng ta tạo ra nó cũng có 50 đô thôi, 50 USD thôi, chứ không phải là nhiều đâu, nên là mình sẽ phải làm lại một lần nữa. Sau mình sẽ sửa, mình nâng ngân sách sau, chứ nếu mà để như thế này thì nó cắn sẽ rất là thấp. 50, 90, ok, 6 nhân 90 tỷ lệ này là được rồi. Sau này mình sẽ sửa, mình nâng lên. Và con này thì sau khi chi tiêu khoảng ngay sau khi chi tiêu tiền thì nó sẽ ra được BM3 và chi tiêu full ngân sách limit ngày của nó là 50 đô thì trong tầm khoảng 2 ngày thì nó sẽ phá lên 5m8 rồi phá ra low limit. Được chưa? Thì nếu trong trường hợp mà anh chị em cũng cần cái loại BM dạng này thì cũng có thể liên hệ với Vuong Nency nhé, bên mình có cung cấp. Thôi, loanh quanh nhiều quá nhỉ, mình lên cam xem thế nào. Xem con này có trâu không. Về độ cơ bản thì đã gánh hơn 100 tài khoản quảng cáo rồi. Và con này là gánh tài khoản để bán 1m1 cho anh em. Trong này gắn rất là nhiều người lắm. Các cái này là đều tài khoản gánh 1m1 bán cho anh em thôi, bởi vì là không share được cá nhân mà. Nó cũng thấy là nó khá trâu đấy. Không biết cái đoạn này thì đoạn quan trọng nhất này thì nó có thực hành, nó có làm được cái chức năng của nó hay không thôi. Thử cái nhỉ. A Di Đà Phật. Cơ bản là đoạn này đã thành công, nhưng còn phải đoạn F5 nữa cơ. F5 này hơi bị cam go. F5 này mà thành công thì nó sẽ thành công. F5 này mà không thành công thì, tức là F5 này mà thành công thì sẽ thành công khoảng 80-90%. Còn nếu trong trường hợp mà đỏ thì thôi, nói làm gì. Coi như chưa làm video. Nếu mà đỏ thì coi như chưa làm video nhé. Căng phết đấy anh em ạ. Nào F5 nào. 1 2 3. Ôi xét duyệt rồi. Được, có tài khoản này được. Khi đã xét duyệt như này thì cơ hội thành công là 80%, còn chờ là cắn tiền nữa thôi. Nhưng về cơ bản thì tại thời điểm này với những con DM như thế này là rất là khỏe rồi. Còn đa phần anh em biết rồi đấy, khi chúng ta ấn đăng cam nó sẽ chết. Và cái công việc tiếp theo của chúng ta ở đây là để làm gì? Chúng ta sẽ bật một cái gọi là cái quy tắc. Chúng ta sẽ bật một quy tắc, áp dụng cho nó một quy tắc. Thì ở đây chúng ta sẽ tạo quy tắc và quy tắc tùy chỉnh, ấn tiếp tục. Tức là chúng ta sẽ không bật cam bằng tay mà chúng ta sẽ bật bằng quy tắc, được chưa? Rồi, và sau đó thì chúng ta đặt tên cho nó, bật cam vì em yêu. Đó. Tạo bạn nó quy tắc rồi. Thì sau khi chúng ta có quy tắc rồi ấy, em làm phát nữa nào, ý cam hoạt động này này. Sau khi chúng ta có quy tắc rồi thì chúng ta vào quy tắc và chúng ta quản lý quy tắc. Thì trong mục quản lý quy tắc này ấy, đây có quy tắc này thì chúng ta chọn và chúng ta sẽ chọn bật lên cái chức năng gọi là chạy, được chưa? Thì quy tắc sẽ tiến hành bật cam cho chúng ta. Đấy, đã lên xong quy tắc của bạn, được chưa? Chúng ta sẽ không lên, chúng ta sẽ không bật quảng cáo bằng tay nhé, mà chúng ta sẽ dùng quy tắc để bật. Vậy thì cái cam này, yếu tố thành công của cái cam này ấy, nó có hai yếu tố. Thứ nhất là do tài khoản quảng cáo, thứ hai là do cách lên cam nữa, được chưa? Nên là hai cái quy tắc quan trọng anh chị em cần lưu ý trong cái việc lên cam, trong cái tút lên cam này. Thì tút lên cam này nguyên liệu mình có sử dụng đó là BM 350 kháng đã xác minh doanh nghiệp. Và lên cam thì mình đầu tiên mình tắt bỏ, loại bỏ đi quảng cáo, sau đó thì mình lên cam xong, sau đó mình tắt đi toàn bộ phần quảng cáo và mình đăng cam. Nhưng sau khi đăng cam thì mình sẽ bật cam bằng quy tắc, chứ mình không bật cam bằng tay. Và như vậy là cam của chúng ta đang có một cam hoạt động rồi và một cam đang xét duyệt. Ok, thì hy vọng là cái tút lên cam này cũng giúp ích được anh chị em thành công trong con đường kinh doanh online của mình. Và tôi là Vuong Nency. Nếu anh chị em thấy video này hay, hữu ích, hãy để lại một like, một đăng ký kênh. Và trong trường hợp chúng ta có bất kỳ câu hỏi gì thì hãy comment ở bình luận hoặc tham gia vào nhóm SEO on Facebook của Vuong Nency. Tôi có để đường link tham gia nhóm ở phần mô tả của video. Thì anh chị em có thể click vào và chúng ta tham gia nhóm. Cái nhóm này là cái nhóm hoạt động hoàn toàn miễn phí, tất cả kiến thức anh chị em cần giải đáp thắc mắc cũng có thể được giải đáp ngay trực tiếp trong nhóm này, bởi Vuong và rất nhiều anh chị em ép thủ ở trong này. Và trong nhóm này thì hiện tại đang khoảng độ gần 1000 rồi, anh chị em tranh thủ vào không bị đầy nhé, bởi vì nhóm này hoàn toàn là miễn phí và cho đi, không có bán hàng spam trong này. Ok, một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại.